Chào các bạn đã trở lại kênh Hai Lúa Săn Bắt nha. Hôm nay mình đi tiếp tục đi câu cá tra các bạn. Hôm nay mình câu hai cần tay các bạn ơi. Cái mồi mình trộn các bạn. Cái mồi mình chia sẻ cho các bạn rồi đó. Các bạn nào chưa xem vào xem lại cho nha. Thả có ao thả luôn ngon lắm nè. Bèo mau lớn như vậy. Câu đụng thả thầy luôn á. Hôm kia nó cũng nó câu vậy nuôi á. Cái chốt thì gì mà. Chốt đi đâu không à. Rồi cái gô mè à. Rồi, rồi lên cháu gô mè các bạn ơi. Ngon hơn cá giò của ông rồi. Quá trời bá luôn trời. À, cái gô này chiên xù ha. Thầy luôn á. Nè. Cá mè nha các bạn. Đâu đây hả? Chó ông mượn câu luôn. Thôi hai tuần đây nó cũng ăn. Chơi đi. Bỏ nó đi. Đi chơi con máy. Chiếm góc con lặn nha. Phải vậy. Đây có mè ăn cũng được. Nãy giờ dám nhỏ ăn mồi nè. Cái bụng đó nè. Còn nóc luôn ha. Có mét vuông ở ngoài đất cho đó. Thả nó lưu vô là chơi rồi là năm có nửa tháng 10 ngày mình xả nước lần cái mình bơm nước mới vô thì có còn tương lai. Chơi vậy đó. Dọn ra bãi cho im ha. Độn gom chứ. Rồi che mới che. Thả cá vô, thả bèo rồi vô. Đã lắm nha bộ. Bắt vậy đó. Vô. Rồi lên cá các bạn ơi. Ồ. Ồ cá vô. Vậy mà nó ăn nãy giờ nè. Vô. Thấy không? Má gì cá bá luôn. Giờ bự. Bự nữa. Ăn quá lâu luôn mà. Ăn lâu ghê luôn. Giờ mập lúc luôn. Mắt ngậm trên nè. Con cá này người ta phóng xanh. Phóng xanh, cá phóng xanh. Vậy mà nó ăn lâu ghê cục mồi nhỏ. Nói đồ gái, đừng bán nữa. Cá các bạn. Năng cái gì mà đen tui nè. Nãy giờ bèo gì á. Bung gì á. Nãy giờ ông cho ăn quá trời mà. Có chặt thế gì đó. Hồi đó, hồi này có nè. Hồi này hồi lại nữa nè. Hồi nãy nó lo giật giật chạy giật lên cho gần dính đâu thấy không ta. Chốt thì gì nó lâu chốt. Chốt để lo ơi.
quá trời, con gì ăn quá trời các bạn ơi, chiếu quá trời rồi, vô quá rồi, chín nữa các bạn ơi, đâu vô con cá vô nhỏ xíu các bạn ơi. Bự hơn cá của ông chút à, nghe cá các bạn, vậy mà nó ăn quá trời luôn các bạn, bé nữa rồi, bé một con luôn rồi. Có gì không? Cá gì coi nó nhịp được. Ê, ê, ê. Quá trời nhịp rồi. Cá bự không? Cá ghĩa quá trời các bạn ơi. Dứt. Chín rồi. Đầu vô. Cá nhỏ xíu luôn. Các em có nhát luôn ra ngoài cái gì vậy, cá nó ốm các bạn. Con cá này về nuôi các bạn ơi, cá vậy mà nó ăn quá trời luôn nè, giật lên muốn chết con cá luôn rồi. Ừ, con cá gì lội mắt thấy gớm mà. Ừ, ốm nè, nhất thôi không ngồi ăn. Lâu nè, không biết cá bự rồi. Chúng nó dính góc. Trời ơi, cá nhỏ. Nhỏ mà nó xuống dưới á, đâu cá bự khủng rồi. Cây không à. Giật nhẹ mà tính đâu cá khủng rồi nó thấy năng quật đâu. Rồi một lúc rồi mấy cá này về nuôi chơi nên mình câu được 6 con các bạn ơi, cũng nhỏ chứ không bự. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn, trời quá trời chỉ mưa các bạn ơi, rất hột rồi, mây đen quá trời, mưa rất hột các bạn. Rồi tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn ở video tiếp theo nha.